Duy Mạnh, tên đầy đủ là Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1975, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Việt Nam. Anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2005 với album đầu tay Tình Em Là Đại Dương, gồm một loạt ca khúc trở thành hiện tượng của nhạc Việt lúc đó. Cuộc đời. Duy Mạnh sinh ngày 22 tháng 5 năm 1975 tại Hải Phòng. Trong một gia đình có 3 người anh trai đều là nghệ sĩ saxophone. Anh theo học tại Nhà viện Thành phố Hồ Chí Minh khoa piano. Ngoài ra, anh còn học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín và nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai của Nguyễn Ánh Chín, trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1998. Từ năm 1998, Duy Mạnh bắt đầu biểu diễn trong các phòng trà, bar, pub và sân khấu nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính là đệm piano cho các ca sĩ khác hát và hát lót nếu ca sĩ chính bận đột xuất. Năm 2002, Duy Mạnh tự sản xuất đĩa nhạc đầu tiên với những sáng tác của các nhạc sĩ có tên tuổi như Thuận Yến, Việt Anh, Hà Dũng. Tuy nhiên, đĩa nhạc này không được phát hành rộng rãi. Duy Mạnh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2005 với album đầu tay Tình Em Là Đại Dương, với một loạt ca khúc trong album trở thành hiện tượng của nhạc Việt lúc đó như Hãy Về Đây Bên Anh, Kiếp Đỏ Đen, Tình Em Là Đại Dương, Ta Đâu Có Say. Sáng tác đầu tiên của Duy Mạnh là bài Tình Yêu Còn Đâu. Chuyên gia hòa âm phối khí Bảo Lương, một người bạn thân của anh, nghe qua và thích thú nên đã khuyến khích Duy Mạnh vào đường sáng tác. Gia đình. Vợ Duy Mạnh tên là Ngô Thu Huyền, Huyền Cầm, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, cùng quê với Duy Mạnh. Cô lấy Duy Mạnh ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hiện nay vợ chồng Duy Mạnh đã có 2 người con. Tên của 2 người con là Nguyễn Thu Cầm, con gái lớn, sinh năm 2000, sau này cũng theo nghiệp hát của Duy Mạnh với nghệ danh Cầm, và Nguyễn Mạnh Cầm, con trai út, sinh năm 2012. Trước khi nổi tiếng, Duy Mạnh sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi vợ và con ở tận Hải Phòng. Hiện tại, cả gia đình anh đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Album thành công nhất là Tình Em Là Đại Dương, số lượng tiêu thụ 20,000 bản với 3 lần tái bản. Sáng tác. Dù sáng tác về nhiều đề tài như tình yêu đôi lứa, tình người lính, tuổi học trò, tình cha và quê hương, nhưng Duy Mạnh ghi dấu ấn với những sáng tác về đề tài tệ nạn xã hội, kiếp đỏ đen, kiếp bán độ, lời xin lỗi của một dân chơi, phê. Trong vai trò ca sĩ, tên tuổi Duy Mạnh được khán giả biết đến rộng rãi qua các bài hát do chính anh sáng tác như Hãy Về Đây Bên Anh, Kiếp Đỏ Đen, Ta Đâu Có Say, Tình Em Là Đại Dương, Biết Tìm Đâu, Dĩ Vãng Cuộc Tình, Lời Xin Lỗi Của Một Dân Chơi, phê. Giải thưởng, Giải Làn Sóng Xanh cho nhạc sĩ và ca sĩ của năm 2005, Giải Làn Sóng Xanh cho nhạc sĩ của năm 2006.